Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hòa Bình. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Huyện Lương Sơn đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân. Covid-19 được xác nhận ở tất cả 54 quốc gia ở châu Phi. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 16 tháng 5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 132 đảng viên, chiếm 80,5% tổng số cán bộ công chức. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2015 tăng trên 293 tỷ đồng so với năm 2014. Năm 2019 tăng trên 129 tỷ đồng so với năm 2018. Từ năm 2015 đến năm 2019, thông qua công tác thu chi tiền mặt đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 239 món với tổng số tiền trên 198 triệu đồng. Đã thực hiện 5 đợt rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đã cắt giảm được 5 phòng thuộc kho bạc nhà nước cấp tỉnh, 1 kho bạc nhà nước cấp huyện và giảm 30 tổ kho bạc nhà nước cấp huyện. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh xác định các chỉ tiêu chủ yếu, 100% các chi bộ và đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu cả nhiệm kỳ giới thiệu và kết nạp được 12 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng. Tại huyện Tân Lạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình vừa mở lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn OCOP. Tham gia lớp tập huấn có 22 học viên thuộc các hộ có khả năng, nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng tại các xóm thuộc hai xã Vân Sơn và xã Phú Cường. Trong 6 ngày, các giảng viên sẽ truyền đạt những kỹ năng cơ bản của nghề du lịch homestay, tổng quan về du lịch, tâm lý khách du lịch và kỹ năng giao tiếp, kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, nghiệp vụ lễ tân và lưu trú, nghiệp vụ phục vụ ăn uống, thực hành các nghiệp vụ phục vụ khách. Các học viên được thực hành nghiệp vụ và đi thực tế. Thông qua lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng cho các hộ dân, qua đó phổ biến cho người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa là nhiệm vụ trọng tâm đang được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai tại thời điểm này, nhằm chủ động đảm bảo an toàn công trình, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai mùa mưa lũ năm 2020. Hồ Rộc Cầu, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, xây dựng năm 1977. Sau thời gian đi vào sử dụng, công trình xuất hiện những vết nứt sụt lún trên thân đập. Vết nứt dài khoảng 100m gây thẩm thấu thân đập, nhất là trong mùa mưa bão. Mặc dù đã được sửa chữa vào năm 2010, nhưng đến nay, sự cố này vẫn chưa khắc phục được, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích lúa thiếu nước phải chuyển sang trồng rau màu khác. Mong muốn của bà con là mong ở bên các cấp các ngành ấy, quan tâm để sửa nâng cấp cho bà con để phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa. Toàn tỉnh hiện có trên 500 hồ chứa các loại. Do xây dựng đã lâu nên nhiều hồ đập bị thấm qua thân và nền đập, lún, sạt trượt mái dốc, sói lở thượng hạ lưu do rỉ cống lấy nước. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi vào mùa mưa bão năm 2020, các địa phương đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác rà soát các công trình xuống cấp, hư hỏng nặng để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa nhằm chủ động được nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp. Khó khăn của bà con ở dưới này cũng thấy là mất an toàn, ảnh hưởng đến cái sự an toàn của bà con ở dưới đằng hạ lưu, ở dưới đằng đập đấy, trong mùa mưa bão sắp tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, các ban quản lý dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi, chỉ đạo khẩn trương xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đối với công trình đang thi công, xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các công trình hồ chứa đang hoạt động. Xác định các công trình đang có sự cố, hư hỏng trọng điểm, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình. Phối hợp chặt chẽ để triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa bão năm 2020. Đối với các xã thị trấn cũng đã thực hiện tốt cái phương châm bốn tại chỗ. Các cái trận mưa lũ như trận năm 2017
thì dòng lũ lịch sử cũng trên địa bàn huyện. Một số công trình như hồ Đại Thắng, xã An Bình, hồ địa chất 2 của xã Đồng Tâm thì cũng có nguy cơ vỡ đập, nhưng mà thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ, huy động các cái lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, rồi đảm bảo về phương châm 4 tại chỗ, cho nên là công trình đã được an toàn. Với địa hình nhiều đồi núi, nhu cầu kinh phí đầu tư cho thủy lợi rất lớn, trong khi đó nguồn lực của địa phương không đủ. Đầu tư cho thủy lợi là kế hoạch lâu dài, đòi hỏi phải có lộ trình cho từng năm, từng giai đoạn. Nhà nước và nhân dân cùng làm, và đích đến cuối cùng là phải phục vụ được nền sản xuất phát triển để nâng cao cuộc sống cho bà con nông dân. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. 4 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 13.700 tỷ đồng, giảm trên 1,7% so với cùng kỳ, thực hiện gần 32% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu những tháng đầu năm do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, khan hiếm, chi phí sản xuất, giá thành cao. Các doanh nghiệp gặp khó khăn do sản phẩm tiêu thụ chậm và khó tiêu thụ. Chịu tác động lớn nhất của dịch COVID-19 là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, những ngành sản xuất, xuất khẩu, sử dụng nhiều nguyên vật liệu, phụ kiện xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và các doanh nghiệp FDI đang đầu tư sản xuất kinh doanh về dệt may, sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 10 năm 2020. Đây là dự án lớn của ngành điện được thực hiện trong năm 2020. Dự án nhằm tăng công suất phủ định cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện tại để phát điện, đồng thời giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy hiện nay, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng có quy mô công suất 2 x 240 MW, tổng mức đầu tư của dự án là 9.220,8 tỷ đồng, trong đó EVN tự thu xếp khoảng 30%, 70% còn lại là nguồn vốn vay thương mại không bảo lãnh chính phủ. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh đã gieo ươm được trên 8,8 triệu cây giống các loại, trồng mới trên 2,5 nghìn hectare rừng tập trung, đạt 45% kế hoạch. Các địa phương tiếp tục gieo ươm, tích cực chăm sóc cây giống các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2020. Theo kế hoạch trồng rừng năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 5.600 hectare rừng tập trung. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo người dân chuẩn bị cây giống, vật tư, các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho công tác trồng rừng. Bên cạnh đó, tập trung chăm sóc tốt diện tích rừng trồng các năm và quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời duy trì hoạt động các tổ đội quân chúng bảo vệ rừng, chú trọng công tác phòng chống cháy rừng, không để xảy ra cháy rừng. Ngày 16 tháng 5 tại thành phố Hòa Bình, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ 6. Kết thúc phần tranh tụng trước khi vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Khi đứng trước hội đồng xét xử, đứng trước tòa án lương tâm của bản thân, hầu hết các bị cáo đều nhận ra tội lỗi của mình và gửi lời xin lỗi đến người thân, gia đình, bạn bè. Các bị cáo đều ăn năn hối lỗi khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có công với cách mạng. Bản thân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhưng chỉ vì cám dỗ, sự lôi kéo với những động cơ không đúng đắn đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay. Các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Riêng bị cáo Chất và bị cáo Vinh không đồng ý với tội danh và đề nghị viện kiểm sát đưa ra những bằng chứng căn cứ về sai phạm nghiêm trọng để khép vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của hai bị cáo. Sau thời gian nghị án theo dự kiến đúng 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh sẽ tuyên án. Phần tiếp theo của chương trình thời sự ngày hôm nay, huyện Lương Sơn đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân. Vang mãi những ca khúc về Bác Hồ với thiếu nhi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, huyện Lương Sơn đã thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã để làm một số thủ tục giấy tờ của gia đình.
Tại đây, chị Hoa đã được cán bộ tận tình hướng dẫn kê khai các thủ tục hồ sơ, giúp chị hoàn thiện nhanh chóng và kịp thời các thủ tục giấy tờ. Tôi đến đây làm thủ tục giấy tờ thì nhiều cái mình không hiểu thì cán bộ nhân viên thì cũng thấy nói cho mình hiểu, mình biết để mình làm theo đúng cái thủ tục quy định. Nên đây thì tôi cũng thấy rất hài lòng, cán bộ làm việc cũng thấy nhiệt tình. Với nhiệm vụ chính là giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Đến nay đã có 307 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đây là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả, giải quyết hồ sơ cho tổ chức cá nhân, giúp Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân theo đúng quy trình, thời gian quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt trên 98%. Hiện nay, 100% cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn của huyện Lương Sơn đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và hòm thư công vụ. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân đối với bộ máy hành chính nhà nước. Đối với địa phương thì đã quan tâm, tập trung, nâng cao về cơ sở vật chất, bảo đảm số tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân. Thứ hai nữa là nâng cao về cái trách nhiệm, đạo đức, công vụ đối với cán bộ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với đó là hoàn thiện các cái quy định của nhà nước niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để trên cơ sở đó để các cái tổ chức cá nhân đến giao dịch để tìm hiểu, tham khảo và được hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả để bảo đảm cho cái việc giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời, nhanh gọn. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả cao, huyện Lương Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường cơ chế giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động truyền thông để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về thủ tục hành chính và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong việc thực hiện và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đẹp nhất tên người là một niềm tin. Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu đậm cho các cháu thiếu niên và nhi đồng, chủ nhân tương lai của đất nước. Từ những tình cảm thiêng liêng, kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, các nhạc sĩ đã viết nên nhiều ca khúc về Bác với thiếu niên nhi đồng, với những giai điệu thiết tha, sâu lắng. Đặc biệt, những ca khúc ấy được các em học sinh thể hiện một cách vui tươi, cảm xúc, thân thương và trìu mến. Những ngày tháng năm này, tại các lớp trẻ của trường mầm non Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình lại vang lên những bài hát về Bác Hồ với thiếu nhi như thế này. Hình ảnh chân dung vị cha già dân tộc được hiện lên trong ánh mắt trẻ thơ và qua từng câu hát thật gần gũi, thân quen. Ca khúc đã nói hộ tấm lòng của nhiều thế hệ thiếu nhi mong ước được thấy Bác dù chỉ một lần, được hôn đôi má Bác và múa hát cho Bác xem. Bài hát Em mơ gặp Bác Hồ với ca từ giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc nên được các em thiếu nhi rất yêu thích. Hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Bác thì chúng tôi đã thường xuyên cho trẻ nghe các cái băng đĩa, ca nhạc vào mọi lúc mọi nơi, vào các giờ đón trẻ
giờ trà trẻ và giờ ngủ trưa. Những bài hát tôi vừa hướng dẫn trẻ, bài hát Em mơ gặp Bác Hồ chẳng hạn, thì hướng để truyền tải đến các bạn nhỏ biết yêu quý, kính yêu Bác Hồ của chúng ta hơn và giúp trẻ có những tình cảm sâu sắc về Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương lớn về đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Hình tượng của người luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác của các nhạc sĩ. Nhiều ca khúc viết về Bác với thiếu niên, nhi đồng thể hiện được một góc nhìn riêng về Bác, về tình cảm sâu đậm Bác dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt những bài hát ca ngợi Bác luôn đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng như Người cho em tất cả, Bé yêu Bác Hồ, Bên lăng Bác Hồ. Với giai điệu trong sáng giản dị, lại một lần nữa toát lên hình ảnh vị chủ tịch kính yêu như một người ông, người cha thân thương, gần gũi đến lạ thường. Giai điệu bài hát cứ thế theo mãi tuổi thơ mỗi người, cũng như nhìn lại những dấu ấn lịch sử của dân tộc, và cứ thế đã đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ thiếu nhi. Con thấy rất là thích ạ, tại vì là đã được những thầy cô giáo truyền lại cho những bài hát của các ông bà, các cụ từ ngày xưa nói về Bác Hồ, con những giai điệu mềm mại rất là hay, con rất là thích ạ. Con sẽ cố gắng là hát thật hay, hát thật giỏi để những bài hát đó về Bác Hồ thì nó vẫn sẽ được giữ mãi cho lòng các bạn học sinh. Em cảm thấy bài hát rất là ý nghĩa đối với em, là kể về lăng Bác Hồ. Cho dù là chưa được thấy lần nào thì em cũng rất là vui khi được làm quen với bài hát này. Và em thấy cũng rất là ý nghĩa khi mà được tìm hiểu về lăng Bác Hồ có những gì. Theo thời gian, những ca khúc thể hiện tình cảm yêu mến của Bác với thiếu niên, nhi đồng vẫn mãi được ngân vang với những giai điệu và lời ca chân thành, tha thiết, với hình ảnh Hồ Chủ tịch bình dị và gần gũi thân thương. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Hiện tại virus corona đã được xác nhận ở tất cả 54 quốc gia ở châu Phi sau khi Lesotho báo cáo trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Trường hợp nhiễm coronavirus ở châu Phi lần đầu tiên được xác nhận ở Ai Cập hồi tháng 2. Cho đến nay, Liên minh châu Phi báo cáo rằng hơn 73.000 trường hợp nhiễm và ít nhất 2.500 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Một người đã thử nghiệm dương tính ở Lesotho hôm thứ Tư sau khi những người đến từ các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út và nước láng giềng Nam Phi đã được kiểm tra. Quốc gia ở phía Nam châu Phi này là nước cuối cùng trên lục địa xác nhận trường hợp nhiễm virus corona. Các hệ thống y tế rất nghèo nàn, đặc biệt là ở châu Phi cận Sahara. Nhiều khu vực không có đủ biện pháp để chống lại virus. Một số người trong số họ phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng như thiếu nước an toàn cần thiết để rửa tay để ngăn ngừa nhiễm trùng. Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hồi đầu tháng 5 rằng có hơn 190.000 người có thể chết trong năm đầu tiên nếu không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện. Bà kêu gọi các chính phủ nhanh chóng có biện pháp đối phó với tình hình. Theo trang thống kê của Worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 4,6 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cụ thể, 4.617.983 ca nhiễm, trong đó có 308.017 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.749.346 người. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 1.481.887 ca nhiễm và 88.400 ca tử vong. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 274.367 ca nhiễm và 27.459 ca tử vong. Nga đứng thứ ba với 262.843 ca nhiễm và 2.418 ca tử vong. Anh đứng thứ tư với 236.711 ca nhiễm và 33.998 ca tử vong. Tiếp đến là Italia với 233.096 ca nhiễm và 31.368 ca tử vong. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang tìm hiểu mối liên hệ tiềm tàng giữa đại dịch COVID-19 với hội chứng viêm hiếm gặp đang khiến nhiều trẻ em ở châu Âu và Mỹ đổ bệnh, thậm chí là tử vong. Tổng Giám đốc Ghebreyesus cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có thể liên quan đến COVID-19. Chính vì thế, điều quan trọng là phải nhanh chóng và cẩn trọng tìm hiểu hội chứng lâm sàng, hiểu biết về nguyên nhân, hậu quả cũng như các biện pháp can thiệp điều trị. Cho đến nay, các nước châu Âu và Mỹ đã ghi nhận hàng trăm ca bệnh nhi hiếm gặp như vậy, trong đó có hai em đã tử vong.
Nền kinh tế Đức suy giảm trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay với mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Cục Thống kê Liên bang Đức vừa công bố hôm thứ Sáu rằng GDP của nước này đã giảm 2,2% trong quý đầu năm nay so với 3 tháng trước đó. Con số này là mức giảm mạnh nhất sau khi nền kinh tế Đức giảm 4,7% trong quý đầu năm 2009 sau sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers. Các quan chức chính phủ Đức cho biết nền kinh tế của đất nước có thể sẽ tiếp tục sụt giảm trong quý II. Hồi đầu tháng này, chính phủ Đức đã nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế được đưa ra vào tháng 3. Các cửa hàng và nhà hàng đã dần mở cửa trở lại trên cả nước. Nhưng chính phủ liên bang có kế hoạch áp dụng lại các biện pháp hạn chế nếu virus bắt đầu lây lan trở lại. Ngành công nghiệp hàng không Hàn Quốc đang báo cáo một khoản lỗ lớn trong quý đầu tiên của năm với việc ngừng các chuyến bay quốc tế. Hãng hàng không lớn nhất của quốc gia này, Korean Air, đã lỗ gần 46 triệu đô la Mỹ. Doanh thu của họ giảm gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng hàng không lớn thứ hai là Asiana Airlines chứng kiến khoản lỗ 169 triệu đô la và doanh thu của hãng đã giảm hơn 21% trong năm. Tác động đầy đủ của đại dịch COVID-19 bắt đầu vào tháng 3, vì vậy các nhà phân tích dự kiến sẽ còn nhiều tổn thất hơn trong quý 2. Cuối phần tin quốc tế, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người lùn nhất thế giới vừa được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới còn khả năng đi lại. Anh Edward Nino Hernandez, 34 tuổi ở Colombia, lần đầu giành được danh hiệu trên hồi tháng 4 năm 2010, với chiều cao lúc đó là 70,21 cm. Nhưng chỉ 6 tháng sau, danh hiệu này lọt vào tay Maga, một thanh niên 18 tuổi ở Nepal, có chiều cao 67,08 cm. Song Maga sau đó cũng để mất kỷ lục vào tay một đồng hương khác là Dangi, người chỉ cao 54,6 cm. Khi Dangi qua đời hồi tháng 9 năm 2015, danh hiệu người đàn ông thấp nhất thế giới được chia thành hai hạng mục, gồm còn đi lại được và không thể đi lại. Và sau khi Maga mất vào tháng 1 vừa qua, Hernandez một lần nữa được công nhận là người lùn nhất thế giới còn khả năng đi lại, với chiều cao hiện tại là 72,1 cm. Trong khi đó, danh hiệu người đàn ông không có khả năng đi lại thấp nhất thế giới thuộc về Juray Balawing ở Philippines với chiều cao 59,93 cm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ website hoabinhtv.vn hoặc qua kênh YouTube HBTV. Xin kính chào, tạm biệt.